tình hình là thứ tư tuần tới này thì hàng bên tàu mới về anh em nhá một công đầy vật luôn xong rồi sau đó lại tiếp đến là 15 hôm nữa lại có công nữa về cần uhm, gần tết rồi anh em mua hàng mạnh tay lên thì hôm nay lại giới thiệu qua một chút hàng của làm tay của nghệ nhân ông anh nhá hàng này thì làm ngẫu hứng thôi mọi người ơi làm ngẫu hứng thôi không có thợ thuyền thì động tay vào đây cả 100% là nghệ nhân làm. Và giá cả thì uh, mọi người đã biết mọi người đã nhìn những cái hàng phơ như thế này rồi đúng không? Thì là tận gốc luôn chứ. Tận gốc luôn nhà sản xuất luôn anh em. Có những cái hàng uh, làm uh, ngẫu hứng mà uh, để uh, rất là nhiều năm rồi, nó thành hàng cũ rồi. Thì dân uh, đây thì uh, giới thiệu cho anh em bốn uh, cặp, uh, cặp công. hai cặp công cao là chiều cao là 2m anh em ạ à. 2 mét đấy ờ, Nếu mà lúc bằng phơ này thì nó phải rơi vào tầm uh, 2m 20 mà nó khô mà nó đun lúc đun chín là nó sẽ có rơi vào xem nào còn uh, 2 mét ừ, siêu khủng luôn anh em mà đắp gọn như này thì trông rất là cao luôn 4 cặp công hai cặp công này thì uh, có một uh, thầy ở trong uh, Trà Vinh đặt rồi anh em nhé Đấy Đây là lúc hàng phơ này Em có thể viết lên tên em luôn là Vinh Gốm này Đấy Có thể khắc tên được lúc hàng phơ luôn Anh em hiểu đấy chứ Hàng phơ là hàng chưa đun, chưa chín đấy Tức là chưa qua làm men màu gì luôn Hàng này thì không phệt sơn nhá Mình phải vẽ vẽ lên đấy Phải vẽ lên thì nó mới được đều màu chuẩn màu anh em ạ Và những cái hàng như thế này thì xác suất hỏng của nó thì Hơn cả đánh bạc luôn 50 50, thậm chí còn không được 50 50 cơ. Hên xui rất là hên xui, phải làm cực kỳ kỹ quấn từng sợi dây các thứ này để sơn nung qua. Xong rồi vào màu vào men rồi thì đến lúc nó ra tưởng là ngon rồi, nhưng mà bị toát ít là chuyện bình thường luôn. Thì lại vứt đi. Đấy, nói chung là làm những cái hàng này nó bố hai cặp công như là làm rơi vào mất khoảng 14 hôm rồi và thậm chí là còn một tháng nữa một tháng nữa thì mới xong bởi vì có một mình nghệ nhân làm thôi các cụ ạ không có bàn tay thứ hai động vào đúng một mình nghệ nhân làm thôi làm kiểu như là ngẫu hứng làm kiểu phiêu ý anh em ạ đấy cái công nghệ của tàu ấy thì là nó làm nó làm thì uh, phải nói là cái tỷ lệ ăn ăn được của một sản phẩm ra rất là cao nhưng mà bên Việt Nam mình vẫn là làm thủ công và nó thô sơ hơn mọi người nhé nó thô sơ hơn đấy cho nên là làm ra được một sản phẩm rất là nhiều thời gian như này thì uh, mà được thành công thì rất là chân quý đúng không ạ anh em phải rất là chân quý đó mà ra được sản phẩm thì uh, mọi người đợi một tháng nữa nhé. khi mà ra được sản phẩm em sẽ quay lại cho mọi người cái um, sản phẩm nó được hoàn thiện. À, gần tết rồi thì uh, em cũng muốn bán thêm những cái mặt hàng uh, đồ thờ này bởi vì tết là các thầy các cậu cũng rất là cần. nhiều thầy còn trêu nhắn tin bảo là quá đen đủi khi gặp thầy ông. chẳng may một ngày đẹp trời tôi uh, bật kênh youtube lên gặp ông thì là đời tôi nát nợ luôn mà là ông đăng cái gì lên là tôi mua hết mua sạch bây giờ tôi cũng sạch túi luôn trên <laughs> thì trên cái, cái cuộc đời này ai mà chẳng có sở thích đúng không ạ? Sở có sở thích thì mới là đáng sống còn nếu mà trên cái cuộc sống này mà anh em mà không có một cái sở thích gì không mua hay không bán một cái gì thì đúng là cuộc đời đúng chán luôn có những người mà mong có những cái sở thích để để thỏa mãn được cái bản thân mình ý thì còn hạnh phúc đấy còn có những người mà người ta chả có cái sở thích gì đùa đi không đi ra ngoài đường luôn chỉ cắm đầu cắm mặt vào làm thôi không có một cái sở thích gì luôn đây thì hôm nay em lên video là một là để giới thiệu qua về một chút mặt hàng Việt và thông báo cho mọi người là thứ tư tuần tới là sẽ có hàng về cho anh em nhé Thôi buổi tối thì chúc mọi người một buổi tối thật vui vẻ. Em Vinh Gốm chào mọi người. nhớ thấy clip hay thì ấn like, share, đăng ký cho em Vinh Gốm nhé. Chào mọi người nhé.